Xin kính chào quý vị và các bạn. Thục Anh rất hân hạnh được đồng hành và gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Năm 2023 là năm bản lề có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tăng tốc và tạo đà phát triển thành phố Hồ Chí Minh cho 2 năm còn lại của nhiệm kỳ. Đây cũng là dấu mốc quan trọng khi nghị quyết 98 được Quốc hội bấm nút thông qua. Trước thềm năm mới, thành phố Hồ Chí Minh công bố 10 dấu ấn nổi bật của thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2023. Để xem đó là những sự kiện nổi bật nào, liệu có gì đặc biệt, quý khán giả hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây nhé. Sự kiện nổi bật đầu tiên là triển khai nhanh chóng việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương vì sự phát triển của thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể là nghị quyết 24 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau khi được Quốc hội ban hành nghị quyết 98, nhiều chính sách được thông qua như thành lập Sở An toàn thực phẩm, phân cấp, ủy quyền mạnh mẽ cho thành phố Thủ Đức. Thứ hai, xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính quyền hiệu quả, hiệu lực. Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh quán triệt đến các cấp ủy, đảng viên nâng cao trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cán bộ đảng viên, công chức viên chức, đoàn viên, hội viên trong việc thực hiện kết luận số 21 và quy định số 37 Ban Chấp hành Trung ương để tạo bước chuyển biến rõ rệt, hiệu quả, thiết thực trong công tác xây dựng đảng. Thứ ba, thực hiện quyết liệt các giải pháp vực dậy kinh tế, đạt những kết quả tích cực, khả quan. Trong bối cảnh chung, bức tranh kinh tế thành phố Hồ Chí Minh từng có giai đoạn ảm đạm. Quý 1 2023, GDP chỉ tăng 0,7% so với cùng kỳ, nhiều chỉ số tăng trưởng âm. Trước tình hình này, lãnh đạo thành phố và cả hệ thống chính trị quyết tâm, nỗ lực kịp thời đề ra hàng loạt giải pháp trọng tâm, cấp bách để tháo gỡ, vực dậy nền kinh tế. Nhờ đó, GDP quý 2 vượt lên 5,8%, quý 3 là 6,7%. Mặc dù còn nhiều khó khăn, song kinh tế xã hội thành phố đã có nhiều điểm sáng, tạo động lực để thành phố phấn đấu đạt chỉ tiêu tăng trưởng đề ra. Thành phố cũng xác định mở rộng liên kết vùng là phát huy tiềm năng, thế mạnh vùng Đông Nam Bộ. Thứ tư, diễn đàn kinh tế thành phố Hồ Chí Minh tăng trưởng xanh, hành trình hướng tới giảm phát thải ròng bằng không. Diễn đàn diễn ra từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 9 2023, có sự tham dự của lãnh đạo chính phủ, các bộ ngành trung ương, hơn 1.400 đại biểu trong nước và quốc tế. Điểm nhấn của diễn đàn là trao bản ký kết tuyên bố chung giữa lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh với chủ tịch diễn đàn kinh tế thế giới WEF. Việc ký tuyên bố chung góp phần giúp thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam tiếp cận các nguồn lực, kinh nghiệm cũng như tham gia các chương trình toàn cầu của WEF. Thứ năm là vành đai 3 và nhiều dự án hạ tầng trọng điểm được triển khai cùng nhiều công trình khác được tái khởi động, khánh thành phục vụ người dân. Trong đó, dự án vành đai 3 dài 76 km đi qua 4 địa phương gồm thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An với tổng mức đầu tư gần 75.400 tỷ đồng là công trình giao thông lớn nhất phía Nam được khởi công vào tháng 6 2023. Bên cạnh những công trình trọng điểm như nút giao An Phú, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, nhà ga T3, sân bay Tân Sơn Nhất đã được triển khai thì nhiều công trình hạ tầng quan trọng phục vụ dân sinh khách đã được thành phố tái khởi động và khánh thành đưa vào sử dụng trong năm 2023. Thứ sáu, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, những điểm sáng cùng cải cách hành chính hướng đến phát triển kinh tế, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Năm 2023, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, đưa vào vận hành hiệu quả nhiều dịch vụ số phục vụ người dân và thúc đẩy kinh tế xã hội. Trung tâm điện tử và vi mạch bán dẫn được thành lập vào ngày 6 tháng 9. Sự kiện này là khởi đầu đầy hứa hẹn trong công tác xúc tiến đầu tư vào các ngành công nghiệp có vị trí chiến lược như công nghiệp điện tử, vi mạch, bán dẫn. Về cải cách hành chính, tính đến tháng 12, 2023, thành phố Hồ Chí Minh có 1.837 thủ tục hành chính đang áp dụng. Thành phố Hồ Chí Minh đã phê duyệt 740 thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, đáp ứng yêu cầu. Số hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trong năm 2023 là hơn 22,5 triệu hồ sơ, trong đó tỷ lệ giải quyết đúng hạn chiếm tỷ lệ hơn 99%. Thứ bảy, chăm lo phát triển và đầu tư cho y tế, giáo dục, công tác giảm nghèo bền vững, đảm bảo quyền an sinh của người dân. Điểm nhấn là chương trình đưa bác sĩ trẻ thực hành 18 tháng tại bệnh viện gắn liền với trạm y tế, củng cố và nâng cao năng lực y tế huyện Cần Giờ. Thí điểm khám sức khỏe, phát hiện bệnh không lây nhiễm ở người từ 60 tuổi trở lên, ngân sách dành cho giáo dục được xem xét ưu tiên tăng theo từng năm. Thứ tám là du lịch thành phố Hồ Chí Minh phục hồi và tăng trưởng mạnh, chuỗi hoạt động văn hóa giải trí, nghệ thuật đặc sắc
diễn ra bên dòng sông Sài Gòn là dịp khơi dậy tình yêu quê hương và niềm tự hào của chính người dân thành phố về lịch sử ngàn đời của cha ông trên vùng đất này. Chương trình tham quan di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia, trụ sở Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh được đánh giá là một hoạt động có ý nghĩa, thể hiện sự cởi mở của chính quyền thành phố trong giai đoạn phát triển mới. Thứ 9, an ninh quốc phòng giữ vững, an ninh trật tự xã hội ngày càng an toàn hơn. Năm 2023, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ phục hồi, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội. Các loại tội phạm trên địa bàn được ngăn chặn, triệt phá hiệu quả. Cuối cùng là tích cực đa dạng hóa quan hệ hữu nghị, đưa hợp tác quốc tế đi vào thực chất, hiệu quả. Thành phố Hồ Chí Minh hiện có mối quan hệ hữu nghị đặc biệt với 58 địa phương trên thế giới. Có thể nói, năm 2023 là năm có nhiều hoạt động đối ngoại sôi động của các lãnh đạo thành phố đến các quốc gia như Nga, Lào, Hàn Quốc, Nhật Bản, Cuba và Mỹ. Nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Kinh tế Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh vừa có báo cáo kinh tế vĩ mô Thành phố Hồ Chí Minh quý 4 2023. Ngoài việc nêu bức tranh tổng quan về kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023, báo cáo đưa ra dự báo về phác họa kịch bản tăng trưởng cho ngành công nghiệp, ngành thương mại dịch vụ và toàn nền kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung cụ thể ra sao? Quý khán giả hãy theo dõi tiếp video sau đây nhé. Nhóm nghiên cứu nhận định dù có sự phục hồi nhẹ ở một số khu vực kinh tế nhưng khó khăn sẽ tiếp tục ít nhất đến cuối quý 2 2024. Mục tiêu ưu tiên trong 6 tháng tới nên được cân nhắc là bình ổn. Đáng chú ý nhất trong báo cáo lần này là phần về hoạt động ngân hàng. Nhóm nghiên cứu nhận định lãi suất liên tục giảm nhưng tín dụng tại Thành phố Hồ Chí Minh không tăng như kỳ vọng. Theo đó, suốt năm 2023, mặc dù mặt bằng lãi suất đã giảm liên tục, thậm chí giảm sâu so với trước dịch Covid-19 tại thời điểm tháng 12/2023, nhưng vốn vẫn không được hấp thụ. Chứng tỏ doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh không có nhu cầu cũng như chưa mạnh dạn đầu tư sản xuất kinh doanh khi tình hình kinh tế trong nước và thế giới gặp nhiều khó khăn. Trong đó, khó khăn từ thị trường xuất khẩu, các hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch và thị trường bất động sản có tác động trực tiếp tới tăng trưởng tín dụng. Ngoài ra, theo khảo sát của Ban 4, Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân, trong tổng số 9.556 doanh nghiệp tham gia khảo sát, có 82,3% doanh nghiệp dự kiến giảm quy mô, tạm ngừng kinh doanh hoặc ngừng kinh doanh trong các tháng còn lại của năm 2023. Điều này cũng khiến tăng trưởng tín dụng vào những tháng cuối năm không được như kỳ vọng. Báo cáo dẫn chứng, tháng 6 2023, lãi suất kỳ hạn ngắn từ 1 tháng đến 9 tháng, dao động từ 4,1% đến 5,5% so với mức lãi suất 4,6% đến 5,7% hồi đầu năm, giảm gần 0,5 điểm phần trăm, nhưng cung tín dụng không cải thiện như kỳ vọng. Dư nợ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt trên 3.339 nghìn tỷ, tăng 4,58% so với cuối năm 2022 và tăng 8,29% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, mức tăng này chỉ bằng hơn 1/3 so với cùng kỳ 2022. Đến tháng 9 2023, nhu cầu vay vốn tiếp tục yếu, khiến tăng trưởng tín dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tăng chậm hơn năm ngoái và có xu hướng thấp hơn so với bình quân chung cả nước. Tổng dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đến cuối tháng 9 2023 ước đạt 3.365 nghìn tỷ, tăng 0,03% so với cuối năm và tăng 6,69% so với cùng kỳ. Tính đến 30 tháng 11 2023, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 3.402 nghìn tỷ, tăng gần 1% so với tháng trước đó và tăng 6,27% so với cùng kỳ 2022. Đây là mức tăng trưởng tín dụng thấp nhất so với cùng kỳ trong những năm gần đây. Thời gian tới, Cà phê Lên TV sẽ triển khai nhiều video hấp dẫn về hỏi đáp từ hội viên, series kiến thức bất động sản, review khu vực hay dự án theo yêu cầu từ hội viên, tin nóng về hạ tầng. Những video này chỉ dành riêng cho hội viên của kênh Cà phê Lên TV. Trân trọng mời các bạn đăng ký trở thành hội viên ngay hôm nay để chúng tôi có động lực phát triển nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật những thông tin nóng nhất về kinh tế bất động sản vào tất cả các khung giờ trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!